Hey, chào các em. Bài học trước chúng ta học định nghĩa của đạo hàm của hàm số. Và trong bài học trước thì chủ yếu thầy giúp các em tính đạo hàm dựa vào định nghĩa. Thế hôm nay thì chúng ta sẽ tính đạo hàm dựa vào công thức. Và những công thức đạo hàm thì thầy xem như các em đã biết, đã thuộc và cái cách thức tính đạo hàm như thế nào. Và thầy cũng chỉ cho các em một số những cái ví dụ nó không giống cái những cái điều mà chúng ta đã được làm quen với phổ thông bằng một số những cái cách thức tính đạo hàm đối với những cái hàm đặc biệt thôi. Rồi còn những cái hàm khác thì thôi thầy xem như là chúng ta đã biết. Thế thì trước khi chúng ta qua bài học mới, thầy muốn sửa lại cái bài tập mà của tuần học trước thầy cho các em. Thế bài học trước bài tập như thế này. Thầy cho các hàm số phi liên tục tại A và phi a khác không. Chứng minh fx bằng trị tuyệt đối của x trừ a nhân cho phi x không có đạo hàm tại a. Thế bây giờ chúng ta sẽ muốn chứng minh nó không có đạo hàm tại a. A là cái số cố định. Cho nên chúng ta sẽ đi giải quyết cái bài toán bằng cái công thức lim của fx trừ fa khi x dần đến a chia cho x trừ a khi x dần đến a. Thế thì ở đây thầy sẽ chia ra làm giới hạn trái và phải cho chúng ta thấy. Trước hết chúng ta có được f phẩy a trừ, tức là đạo hàm bên trái tại điểm A. Theo định nghĩa ta có được là lim khi x dần đến a trừ của fx trừ fa chia cho x trừ a. Thì bằng lim khi x dần đến a trừ, tức là tiến đến bên trái của tại a. Thế thì fx của chúng ta nó là gì? Trị tuyệt đối của x trừ a nhân cho phi x. Còn fa ta thế x bằng a vào thì a trừ cho a là hết. Do vậy fa của chúng ta bằng 0 và ta chia cho x trừ a. Thế thì chúng ta thấy rằng khi x tiến đến a trừ có nghĩa là x nhỏ hơn a. X nhỏ hơn a do vậy mà x trừ a của chúng ta là số âm. Thế cho nên trị tuyệt đối của x trừ a phải bằng trừ nó, tức là ta viết lại bằng a trừ x. Thế ta đơn giản đi cho x trừ a thì ở đây nó mang dấu trừ. Và do f của chúng ta là hàm số liên tục tại a, cho nên lim khi x tiến đến a trừ nó sẽ bằng phi của phi x đó. Nó sẽ bằng phi a. Và ở đây nó là dấu trừ cho nên nó sẽ bằng trừ phi a. Một cách tương tự như vậy chúng ta đi tính đạo hàm của hàm số tại a và bên tay phải. Nó bằng lim khi x dần đến a cộng của fx trừ fa chia cho x trừ a. Và bằng lim khi x tiến đến a cộng, xin lỗi a cộng nhé, chứ không phải a trừ đây nhé. Của rồi bây giờ ta quan sát cũng vậy thôi, fx của chúng ta là trị tuyệt đối của x trừ a nhân cho phi x và fa vẫn tiếp tục bằng 0 chia cho x trừ a. Mà khi x tiến đến a cộng tức là x lớn hơn a. Do vậy mà x trừ a dương cho nên trị tuyệt đối của x trừ a bằng chính nó, nghĩa là bằng x trừ a luôn. Ta đơn giản cho x trừ a hết và do phi của chúng ta là hàm số liên tục tại a cho nên lim khi x dần đến a cộng của phi x cũng bằng phi a. Và do phi a của chúng ta là số khác không, cho nên trừ phi a và phi a là hai số khác nhau. Đạo hàm trái và đạo hàm phải mang những giá trị khác nhau. Do đó ta kết luận rằng cái hàm số f của chúng ta là không có đạo hàm tại a. Thầy đã sửa cho các em xong cái bài tập của tuần trước. Bây giờ thì chúng ta sang đến bài học mới của ngày hôm nay. Như đầu giờ thầy có nói, đó là bây giờ không tính đạo hàm bằng định nghĩa nữa, mà chúng ta sẽ tính đạo hàm dựa vào công thức. Và đạo hàm bài học mới của chúng ta là tính đạo hàm bằng công thức sau đây. Chúng ta xem một cái ví dụ như thế này. Trước hết thầy muốn hướng dẫn các em đi tính đạo hàm của hàm số có chứa cái trị tuyệt đối thì cái cách thức tính như thế nào. Thầy giới thiệu cho các em một cái hàm mới, đó là hàm dấu của x và được ký hiệu là chữ s
GN đọc là signum của x và được định nghĩa như sau. Nó sẽ bằng 1 nếu x của chúng ta là số dương, hoặc nó bằng 0 nếu x của chúng ta bằng 0, hoặc bằng -1 nếu x của chúng ta âm. Thế thì bây giờ chúng ta quan sát thì chúng ta tính đạo hàm bằng công thức mà không cần định nghĩa nữa. Thì chúng ta để ý thấy khi x lớn hơn 0 thì signum x bằng 1, đạo hàm của 1 bằng 0. Cho nên khi đó đạo hàm của signum x bằng 0. Còn khi x bé hơn 0 thì chúng ta thấy là signum x bằng -1 mà đạo hàm của -1 bằng 0. Do vậy đạo hàm của signum x cũng bằng 0. Còn ngay tại x bằng 0 thì chúng ta thấy này, giới hạn bên phải tại 0, khi x dần đến 0, giới hạn bên phải tại 0 đó, của cái hàm signum x nó bằng 1. Còn giới hạn bên trái tại x bằng 0 của signum x nó bằng -1. Giới hạn phải và trái khác nhau khi x dần đến 0. Thấy ha? Cho nên hàm số signum x của chúng ta không liên tục tại x0 bằng 0. Mà trong bài học trước thì nếu như không liên tục tại đâu thì hàm số sẽ không có đạo hàm tại điểm đó. Do vậy ta kết luận luôn signum x không liên tục tại x0 bằng 0, kéo theo luôn signum x cũng không có đạo hàm tại x0 bằng 0. Nói tóm lại, chúng ta có được điều sau đây. Đó là đạo hàm của signum x bằng 0 với mọi x khác 0. Và có một cái chú ý nho nhỏ để trước khi chúng ta có bài tập. Đó là chúng ta để ý thấy cái trị tuyệt đối của x nó sẽ bằng x nhân cho signum của x. Và chứng minh điều này không khó. Với x dương thì trị tuyệt đối của x bằng x. Mà ở bên vế phải thì signum x khi x dương bằng 1 cho nên nó cũng bằng x. Rồi x bằng 0 thì vế trái bằng 0. Và x bằng 0 vế phải cũng bằng 0. Vế trái và vế phải bằng nhau trong trường hợp x bằng 0. Còn khi x âm thì vế trái của chúng ta bằng trừ x. Còn vế phải của chúng ta khi x âm thì signum x bằng -1. Cho nên nó cũng bằng trừ x. Và như vậy ta có trị tuyệt đối của x bằng x nhân cho signum của x. Nhớ chuyện này để chúng ta làm việc với nó cho nó tốt nhé. Để phá cái trị tuyệt đối này đi. Thế bây giờ ta xem thử một ví dụ liên quan đến việc tính đạo hàm của hàm số có chứa trị tuyệt đối. Thầy đề nghị chúng ta đi tính đạo hàm của hàm số y bằng trị tuyệt đối của x trừ 1 tất cả bình phương nhân cho x cộng 1 tất cả vĩ thứ 3. Thế thì chúng ta để ý thấy cái chỗ x trừ 1 tất cả bình phương này dương. Do vậy ta đưa ra ngoài dấu trị tuyệt đối được. Bởi vì trị tuyệt đối của một số không âm bằng chính nó. Cho nên y của chúng ta được viết lại bằng x trừ 1 tất cả bình phương. Và không cần phải ghi trị tuyệt đối ở đây nữa. Còn riêng cái chỗ x cộng 1 lũy thừa 3 thì chưa biết âm hay dương. Cho nên nó vẫn còn nằm trong dấu trị tuyệt đối. Thế bây giờ chúng ta phá cái trị tuyệt đối này đi theo cái hàm signum vừa rồi thầy bảo đó. Thế thì x cộng 1 lũy thừa 3 này thì chúng ta thấy rằng nếu ta tách ra nữa thì nó sẽ được là x cộng 1 lũy thừa 2 nhân x cộng 1. Mà x cộng 1 lũy thừa 2 dương phá được trị tuyệt đối. Như vậy trong này chỉ còn lại trị tuyệt đối của x cộng 1. Mà trị tuyệt đối của x cộng 1 thì bằng x cộng 1 nhân signum của x cộng 1. Cho nên chúng ta thấy trị tuyệt đối x cộng 1 lũy thừa 3 bỏ trị tuyệt đối đi. Thì ta sẽ thêm cái signum của x cộng 1 vào nữa. Hay chúng ta hiểu một cách khác. X cộng 1 lũy thừa 3 nó mang dấu của x cộng 1. Cho nên ta nhân cho signum của x cộng 1 mang nhân cho cái hàm dấu của x cộng 1. Chúng ta hiểu theo kiểu đó cũng được. Hoặc hiểu theo cái kiểu mà thầy tách ra cái bình phương với cái lũy thừa 1 như vừa rồi cũng được. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy như thế này. Ta biết rằng cái hàm số signum này nó sẽ không có đạo hàm tại x cộng 1 bằng 0. Tức là x bằng -1 thì nó không có đạo hàm. Do vậy ta xét với những giá trị x khác 1 thôi. Còn x bằng 1 thì nó không có đạo hàm. Ta sẽ xét sau. Có chuyện x bằng 1 ta sẽ xét sau.
Thế rồi bây giờ như vậy thì nếu x khác 1 thì x trừ 1 bình phương cũng có đạo hàm, x cộng 1 lũy thừa 3 cũng có đạo hàm, và signum của x cộng 1 cũng có đạo hàm. Ta áp dụng quy tắc tính đạo hàm U nhân V nhân W, 3 hàm nhân lại đạo hàm bằng gì? Thầy hướng dẫn từ từ, nhắc từ từ cái quy tắc tính đạo hàm cho chúng ta thấy. Thế thì lúc này y phải sẽ bằng u phải là chỗ này các em, là bao nhiêu? 2 nhân x trừ 1 nhân cho hai hàm còn lại, tức là x cộng 1 lũy thừa 3 nhân signum x cộng 1. Thế rồi cộng tiếp cho v phải là chỗ này, tức là cộng cho v phải đạo hàm của x cộng 1 lũy thừa 3 là 3 nhân x cộng 1 bình phương. Hai hàm còn lại viết lại đó là x cộng 1, x trừ 1 tất cả bình phương nhân signum của x cộng 1. Thế rồi cộng tiếp cho đạo hàm của cái hàm thứ ba là đạo hàm của signum x cộng 1. Khi x khác 1 thì đạo hàm của signum x cộng 1 bằng mấy? Bằng 0. Cho nên coi như vậy đằng sau là không còn nữa, và chúng ta không cần phải viết thêm. Vậy thì lúc này chúng ta có đạo hàm của nó như thế này rồi, nó hết còn dấu phẩy rồi. Thế bây giờ chúng ta làm gọn cái biểu thức này lại thôi. Thế thì chúng ta quan sát thì chúng ta thấy có những cái gì chung. Chúng ta có được cái x trừ 1 chung này. Chúng ta có cái gì chung nữa? X cộng 1 lũy thừa 2 chung này. Chúng ta còn có cái gì chung nữa? Signum của x cộng 1 chung này. Như vậy thì ở đây chúng ta còn lại cái gì? Cái biểu thức trên chúng ta còn lại là 2 đây, viết lại. Chúng ta còn lại ở đây là x cộng 1. Biểu thức thứ hai chúng ta còn lại gì? Cộng cho 3 này. Thế rồi đem đây ra rồi thì đây còn lại là, đem x trừ 1 đây rồi thì đây còn lại là x trừ 1 này. Chúng ta rút gọn lại thêm một lần nữa chỗ này. Chúng ta quan sát chỗ này một tí, thầy gộp chỗ này lại thì ra được là x trừ 1 nhân x cộng 1 nhân x cộng 1, mà x trừ 1 nhân x cộng 1 được x trừ x bình trừ 1. Còn lại ở đây là x cộng 1. Signum x cộng 1 viết lại, rút gọn lại chỗ này, ta được cái gì? 2x cộng 3, x là 5x, rồi 2 trừ đi 3 còn lại trừ 1. Vậy ở đây chúng ta còn lại 5x trừ 1. Rồi chúng ta lại quan sát tiếp chỗ này tí, chỗ này x cộng 1 nhân cho signum của x cộng 1, vừa mới nhắc hồi nãy xong, nó chính là trị tuyệt đối của x cộng 1. Do vậy chúng ta lại tiếp tục làm gọn được như sau, là x bình phương trừ 1 viết lại, chỗ này chính là trị tuyệt đối của x cộng 1 nhân cho 5x trừ 1. Ở chúng ta chuẩn bị sang trang mới nhé. Thế thì chúng ta nhớ cái kết quả này, khi x khác 1 là đạo hàm của y, và lúc này y được viết lại x trừ 1 tất cả bình phương dương đưa ra, còn x cộng 3, x cộng 1 lũy thừa 3 chưa biết âm dương vẫn còn nằm trong trị tuyệt đối, và đạo hàm chúng ta vừa mới tính xong hồi nãy. Còn khi x bằng 1, x bằng 1 là số cụ thể, chúng ta buộc phải tính f phải tại 1 bằng định nghĩa thôi. Thế thì bây giờ chúng ta có f phải 1 bằng lim khi x dần đến 1 của fx trừ f1 chia cho x trừ 1. Thế thì bằng cái gì? Bằng lim khi x tiến đến 1. Fx của chúng ta là gì? X trừ 1 tất cả bình phương nhân trị tuyệt đối x cộng 1 lũy thừa 3. Rồi f1 bằng mấy? Thế 1 vào đây bằng 0. Như vậy thì cái x trừ 1 bình phương này đơn giản được cho cái x trừ 1, thì ở đây nó chỉ còn lại là x trừ 1 chỗ này, và nhân cho trị tuyệt đối của x cộng 1 lũy thừa 3. Thế thì khi x tiến đến 1 thì giới hạn của hàm này không khó, ta thay 1 vào đây, 1 trừ 1 hết rồi. Như vậy nó bằng 0. À, như vậy thì nó tồn tại hữu hạn. Do vậy f phải 1 của chúng ta nó bằng 0. Thế bây giờ nếu thầy thay x bằng 1 vào trong cái biểu thức khi x khác 1 đó, x bằng 1 thế vào đây thì x bình trừ 1 nó bằng 0. Cho nên f phải tại 1 bằng cái biểu thức này cũng bằng 0. Như vậy thôi thì ta gộp luôn cả hai trường hợp này lại với nhau. Cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng ở trên thì x khác 1, ở dưới thì x bằng 1. Do vậy chúng ta có được luôn cái kết quả của bài toán, đó là đạo hàm bằng x bình phương trừ 1 đây, nhân trị tuyệt đối x cộng 1 nhân cho 2x cộng 5x trừ 1. Và nó được xảy ra với mọi x, chứ không cần phân biệt khác 1 hoặc bằng 1 nữa.
Như vậy thì thầy vừa mới dạy cho các em xong một cái cách thức tính đạo hàm của hàm số mà chứa trị tuyệt đối bằng cái công cụ đưa cái hàm dấu của x vào để phá trị tuyệt đối, và chúng ta lấy đạo hàm theo kiểu cách bình thường, dùng những quy tắc tính đạo hàm thông thường, và nhớ rằng cái hàm signum x nó bằng đạo hàm của nó bằng không với mọi x khác không. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tính nó nhanh hơn hơn là chúng ta cứ phải tách nó ra thành giới hạn trái và phải, khó hơn một chút. Thế bây giờ thì thầy chuẩn bị dạy tiếp cho các em cái cách thức tính đạo hàm của một hàm số ngược thì cách tính như thế nào. Thế thì bây giờ chúng ta có cái lý thuyết như thế này. Thầy cho một cái hàm số f đi từ khoảng AB đến khoảng CD, ứng với giá trị x biến thành cái giá trị y bằng fx, và hàm số f này nó là một cái song ánh, hoặc là chúng ta diễn tả bằng một cái kỹ, tức là nó thỏa cái điều kiện sau đây này, tức là f vừa liên tục và đơn điệu nghiêm cách trên cái khoảng AB, và đồng thời nó có đạo hàm tại x0 và f phải x0 của chúng ta khác không. Tức là đại khái ý của thầy muốn nói hàm số f thì cho nó làm hàm song ánh, hàm song ánh. Mà khi nó là song ánh thì đương nhiên nó tồn tại cái hàm số ngược. Mà hàm số ngược thì ta ký hiệu nó là gì? F trừ 1. Nó đi ngược lại từ C, khoảng CD đến cái khoảng AB. Và nó biến cái phần tử y, ta đặt cái này là phi, thành cái x bằng phi y. Đó, nó đi ngược trở lại cái hàm số ngược mà. Thì dĩ nhiên nếu f của chúng ta liên tục và đơn điệu thì đương nhiên phi của chúng ta cũng liên tục và đơn điệu nghiêm cách trên cái khoảng CD. Và vấn đề đặt ra của cái lý thuyết chúng ta đó là thầy đề nghị đi tính f phẩy tại điểm y0. Thế thì chúng ta sẽ xuất phát từ cái f phẩy y0 xem sao nhé. Ta có f phẩy y0 theo định nghĩa bằng lim khi y dần đến y0 của fi trừ fi0 chia cho y trừ y0. Thế thì do chúng ta thấy f của chúng ta là hàm liên tục, phi là hàm liên tục, cho nên khi y dần đến y0 thì điều này cũng tương đương với x dần đến x0. Hai cái điều này là tương đương với nhau do f và phi của chúng ta liên tục. Thế rồi bây giờ thì cái phi y của chúng ta đây, nó chính là x, trừ cho phi y0 của chúng ta là y0, là x0. Còn y của chúng ta đóng vai trò là fx chỗ này, và y0 đóng vai trò là fx0. Và hàm của chúng ta liên tục, xin lưu ý thầy nói. Và do f của chúng ta giả thiết cho có đạo hàm tại x0 đồng thời đạo hàm tại đó khác không, cho nên cái giới hạn khi x tiến đến x0 của x trừ x0 chia fx trừ fx0 nó chính là bằng 1 chia f phẩy x0. Thế bây giờ ta lại tiếp tục thay cái x0 này như sau. Bằng 1 chia cho x0, chúng ta biết nó bằng phi tại điểm y0. Cho nên ta thế bằng f của phi, f phẩy của phi tại điểm y0. Nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy như thế này, cái cách ký hiệu cái biến y0, thường thực tế người ta không cho biến là y0 mà cái biến nó là ẩn là x. Như vậy thì thay vì ta tính phi phẩy y0 thì bây giờ ta tính phi phẩy tại x0 thì nó như thế nào. Thế thì đây là lý thuyết thì thầy trình bày nó như vậy, nhưng mà thực tế thì chúng ta xem thử cái cách thức tính đạo hàm của hàm số ngược được cách nó tính kiểu như thế nào, thì ở đây thầy bày cho cái cách tính nó đơn giản hơn là cái cách mà thầy trình bày cái lý thuyết vừa rồi nó phức tạp. Chúng ta quan sát thử cái cách thức tính đạo hàm hàm ngược nhé. Ví dụ như bây giờ thầy đề nghị chúng ta như thế này, đi tính y bằng phi phẩy x nhé. Thầy cho y bằng phi x, thầy nói thầy 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 ta cho y bằng phi x và tính phi phẩy x tính như thế nào.
Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi từ cái này. Giả thiết cho y bằng phi x. Thế thì ta sẽ đặt điều kiện làm sao để bảo đảm có hàm số ngược, để từ đó ta rút ra được x theo y. Nhớ phải có cái điều kiện kèm theo để rút được, tức là nó phải bảo đảm là hàm song ánh. Rồi bây giờ sau khi có được điều đó rồi thì ta áp dụng cái điều vừa rồi, ta có được cái phi phẩy x nó sẽ bằng 1 chia cho f phẩy y. F y là cái chỗ này, ta tính f phẩy y. Tiếp tục đó ta đi biến đổi cái f phẩy y này này theo cái f y để còn thế cái x bằng phi y vào, bởi vì đây đạo hàm thứ biến là x mà. Rồi ở đây thầy nói lại là cái đặt vấn đề là thầy cho cái y bằng phi x và đi tính cái phi phẩy x. Bây giờ thì ta xem thử một cái ví dụ để minh họa cái cách thức tính đạo hàm của hàm số ngược như thế nào. Ví dụ thầy đề nghị đi tính đạo hàm của hàm số ngược này, y bằng arc cos x. Thế thì đây, ở đây chữ s. Thế thì chúng ta thấy như thế này. Trước hết ta có được y bằng arc cos x. Thế bây giờ làm cách nào để rút cái x ra theo y? Thì ta biết rằng cái x này của chúng ta nó chỉ được phép đi trong cái khoảng từ trừ 1 đến 1, thì không lấy đoạn. Vậy thì điều này ta rút ra được x của chúng ta bằng cos y. Với y này chúng ta cho đi từ 0 đến bi. Thì lúc đó nó bảo đảm cho chúng ta rằng đây là hàm số ngược là lấy được. Rồi như vậy thì bây giờ cái bước thứ hai, chúng ta đi tính đạo hàm của arc cos x theo bằng công thức của chúng ta bằng gì? 1 chia cho f phẩy y. Có nghĩa là bằng 1 chia cho f phẩy y, nghĩa là lấy đạo hàm của cái cos y này nè các em. Mà đạo hàm của cos y thì ta biết nó bằng trừ sin y. Rồi công việc tiếp theo của chúng ta là biến đổi cái sin y này theo cái cos y để còn thay cái x này vào, tại vì ta đang lấy đạo hàm theo biến là x mà. Cho nên ta biến đổi cái sin y như thế này, cái dấu trừ này thầy viết ở đây. Rồi 1 chia cho, để chúng ta thấy làm sao để đổi sin y thành cos y. Ta thấy với y đi trong khoảng từ 0 đến bi thì sin y của chúng ta là số dương. Cho nên sin y của chúng ta lúc này nó bằng căn bậc 2 chứ không phải là dấu, lẽ ra phải cộng trừ nhưng mà ở đây nó dương cho nên nó mang dấu cộng thôi. Của 1 trừ cho cos bình phương y. Mà cos y của chúng ta là x thì lúc này ta thay cos y bằng x vào thì ta có được cái kết quả là trừ 1 chia cho căn của 1 trừ cho x bình phương. Và đây là cái đạo hàm của hàm ngược cos là arc cos x bằng trừ 1 chia căn của 1 trừ x bình phương. Bây giờ một cách tương tự như vậy, thầy cho cái ví dụ thứ hai là tính đạo hàm của hàm số y bằng arc sin x. Thì cũng vậy, chúng ta cũng khởi sự đi từ y bằng arc sin x. Với điều kiện x đi trong khoảng từ trừ 1 đến 1 thì ta rút ra được x bằng sin y. Và ta hạn chế y lại, đi trong khoảng từ trừ bi trên 2 đến bi trên 2 để bảo đảm có hàm số ngược. Thế thì theo cái công thức đạo hàm vừa rồi, các em có đạo hàm của arc sin x bằng gì? 1 chia cho f phẩy y, tức là bằng 1 chia cho f phẩy y, tức là ta lấy đạo hàm của cái sin y này đây. Đạo hàm của sin y bằng cos y. Tiếp đó ta đổi cái cos y này về sin y. Thì ta thấy rằng với y đi trong khoảng từ trừ bi trên 2 đến bi trên 2 thì cos dương. Cho nên ta đổi cái 1, ta đổi cái 1 chia cos y này này thành 1 chia cos y, ta phá thành căn của 1 trừ sin bình phương y. Mà sin y thì ta biết nó bằng x, ta thay vào đây
ta có bằng 1 chia cho căn của 1 trừ cho x bình phương. À, thế thì cái ví dụ số 2 này thì các em thấy nó cũng giống như cái ví dụ 1. Thầy lấy đạo hàm, vậy thì bây giờ tổng kết lại cái việc lấy đạo hàm của hàm số ngược như thế nào. À, trước tiên ta sẽ rút x theo y, và nhớ chúng ta đặt điều kiện để có được cái điều rút x theo y được. Rồi ta lấy đạo hàm thì nó bằng 1 chia f'y. Rồi ta biến đổi cái f'y đó theo cái f'y để thế cái x bằng f'y của chúng ta vào. Thế bây giờ với cái cách nghĩ như thế, chúng ta xem tiếp cái ví dụ số 3. Thầy cũng cho như thế. Tính đạo hàm của hàm số y bằng arc tan x thì chúng ta cũng khởi sự từ y bằng arc tan x. Và dĩ nhiên cái x này của chúng ta biết rồi, thì nó phải đi trong khoảng từ trừ vô cực đến cộng cực, nó xác định với mọi x mà. Thì khi đó ta rút ra được x của chúng ta bằng tan y, và y này chúng ta chỉ giữ lại trong khoảng từ trừ bi trên 2 đến bi trên 2 để bảo đảm cái x đi từ trừ vô cực đến cộng vô cực. Thế rồi khi đó thì ta có được cái đạo hàm của arc tan x, nó sẽ bằng 1 chia cho f'y, tức là bằng 1 chia cho f'y, tức là ta lấy đạo hàm của cái tan y này đây. Mà đạo hàm của tan y thì ta biết rồi, bằng 1 cộng cho tan bình phương y. Và lúc này thì ta thấy ngay có tan y bằng x rồi, chả cần biến đổi gì thêm nữa. Ta thay tan y bằng x vào, ta có được ngay 1 chia cho 1 cộng x bình phương. Và đây là đáp số của bài toán. Các em thấy nhé. À, như vậy thì ở đây thầy vừa mới chỉ cho cái cách thức tính đạo hàm của hàm số ngược, cũng khá đơn giản thôi. Nhớ cái công thức là bằng đạo hàm hàm ngược thì nó bằng 1 chia cho f'y. Tính cái f'y nó ra rồi biến đổi để nó đưa về f'y, để thay x bằng f'y vào. Thế thì thầy lại cho tiếp một cái ví dụ nữa, nó liên quan đến hàm ngược mà công thức vừa rồi chúng ta vừa mới chứng minh xong, và cũng liên quan một chút đến cái trị tuyệt đối, để bổ sung qua cái cách thức tính đạo hàm trị tuyệt đối của cái phần mở đầu thầy mới nói. Đó là thầy đề nghị chúng ta đi tính đạo hàm của hàm số y bằng arc cos của 1 chia trị tuyệt đối của x. Thế thì bây giờ thầy viết lại cái thầy, dĩ nhiên là x bằng 0 thì nó không liên tục, cho nên nó không có đạo hàm, cho nên chúng ta chỉ xét những giá trị x khác 0 thôi. Và khi đó ta viết lại cái hàm số y bằng arc cos của 1 chia cho trị tuyệt đối của sin x. Thầy phá cái trị tuyệt đối này theo cái ký hiệu signum. Thì thay vì thầy viết nó là x nhân signum x, thì cái signum đó thầy để trên hay để dưới gì cũng như nhau. Thì ở đây thầy để ở trên cho nó đẹp, và ở dưới thì chỉ còn lại là x thôi. Thì để chứng minh nó bằng 1 chia trị tuyệt đối của x, signum x chia x bằng 1 chia trị tuyệt đối của x không khó. Thế bây giờ chúng ta sẽ lấy đạo hàm bình thường. Như vậy thì ta có được y phẩy này. Arc cos của u sin signum x chia x, ta xem nó như là u. Thì đạo hàm của arc cos u, chúng ta sử dụng cái cách thức đạo hàm hàm hợp, thì nó bằng trừ 1 chia căn của 1 cộng 1 trừ u bình phương nhân cho u phép. Cụ thể ở đây này, bằng trừ 1 chia cho căn của 1 trừ u bình phương, tức là signum x chia x, rồi nhân tiếp cho u phép, tức là nhân tiếp cho đạo hàm của signum x chia x. Mà ta biết rằng cái signum x này chẳng qua nó là hằng số thôi. Nó bằng 1 khi x dương bằng trừ 1 khi x âm. Cho nên là ta cứ tưởng tượng lấy đạo hàm của 1 trên x. Thì đạo hàm của 1 trên x thì nó bằng trừ 1 chia x bình phương. Như vậy thì cái signum x này chúng ta xem nó như là một hằng số, thì nó ra được cái gì ở đây? Nó ra được là trừ cho signum x chia cho x bình phương. Đấy. Không còn dấu phẩy nữa. Thế bây giờ nhiệm vụ của chúng ta còn lại là chúng ta làm cho cái biểu thức này của chúng ta nó gọn lại. Thế thì bây giờ ta làm gọn lại như sau nhé. Ta quan sát thì ở đây có dấu trừ này, ở đây có dấu trừ này. Thì
hết rồi, thành dấu cộng nhé. Thì ở đây nó còn lại là một chia cho căn của một trừ cho, chúng ta để ý, signum x hoặc bằng 1 hoặc bằng trừ 1, không bằng 0 bởi vì ta xét x khác không. Cho nên signum x mà bình phương lên, 1 bình phương bằng 1 trừ 1 bình phương cũng bằng 1. Như vậy tổng kết chỉ còn lại 1. Đấy. X bình phương. Đó, dưới mẫu. Rồi, trong này còn lại gì? Signum x chia cho x bình phương chúng ta viết là. Thế bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Thầy đẩy cái 1 chia x bình phương ra ngoài căn thì còn lại ở đây là gì? 1 chia trị tuyệt đối của x, coi chừng phải có trị tuyệt đối bởi vì x chưa biết âm hay dương, đưa ra khỏi căn phải có trị tuyệt đối. Thế thì trong này còn lại x bình phương nhân lên số 1 là x bình phương. Ở đây đưa ra rồi, còn lại trừ 1. Còn chỗ này ta có được signum x chia cho. Ở đây ta quan sát có cái trị tuyệt đối của x cho nên gợi ý cho chúng ta viết cái x bình phương này thành trị tuyệt đối của x bình phương. Và khi đó thì ta đơn giản được cho cái trị tuyệt đối x bình này với trị tuyệt đối x này thì đơn giản được đây các em. Thế thì lúc này nó sẽ còn lại cái gì? 1 chia cho mẫu số chỗ này còn lại căn của x bình phương trừ 1 thôi. Và ở đây chúng ta còn lại cái gì? Signum x chia đơn giản đi rồi. Thì còn lại chỗ này trị tuyệt đối của x. Mà signum x chia trị tuyệt đối của x nó chính là bằng 1 chia x. Đúng không nào? Bởi vì x trị tuyệt đối của x nó bằng signum x nhân x thì đương nhiên signum x nhân trị tuyệt đối của x nó bằng x. Cho nên ở đây signum x chia trị tuyệt đối của x nó sẽ bằng 1 chia x thôi. Và bây giờ để viết lại cho nó đẹp thôi, tại đẩy cái x này ra đằng trước để cho đáp số nó đẹp. Và đây chính là đạo hàm của hàm arccos 1 chia trị tuyệt đối của x. À, như vậy thì chúng ta thấy cái việc giải quyết một cái đạo hàm của hàm ngược đó là, thầy nhắc lại này,